Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Ducati DBL trong bản độ Rumors đầy tốn kém của anh chàng biker khổng lồ. Trong bản độ Mountain Rumors, quái vật đường phố Ducati DBL dường như có màn lột xác khi khoác lên mình vẻ ngoài vô cùng đầy sang chảnh và hàng loạt phụ tùng đồ chơi đắt giá, không chỉ làm cho chiếc xế trở nên cực kỳ đẹp mắt hơn, bắt mắt hơn mà còn đem đến cho chiếc xe độ rất nhiều khả năng sử dụng tốt hơn. Ducati DBL trong bản độ Rumo đầy tốn kém của anh chàng biker khổng lồ. Luôn được đánh giá là một trong những mô tô hạng nặng, Ducati DBL là sự kết hợp vô cùng tinh tế giữa hai dòng xe Roadster và Nuckerbike mà hãng xe nước Ý từng cho ra mắt. Trong bản độ Mountain Rumo, anh chàng quái vật đường phố Ducati DBL dường như được lột xác khi quát lên một vẻ ngoài vô cùng đầy sang chảnh và hàng loạt phụ tùng đồ chơi đắt giá. Những update này không chỉ làm cho chiếc DBL trở nên đẹp mắt hơn, bắt mắt hơn mà còn đem đến cho chiếc xe độ với rất nhiều hiệu năng sử dụng tốt hơn khi so với phần nguyên bản. Chủ nhân chiếc Ducati DBL độ là một anh chàng biker có thân hình khổng lồ đến từ Thái Lan. Với bộ kính chắn gió đến từ thương hiệu Maricon Racing làm cho dàn đầu chiếc xe trở nên cực kỳ dữ dằn hơn. Hệ thống phanh trước cũng được nâng cấp chất hơn với cụm phanh dầu Revo Daxi đắt tiền, cùng với đó là bộ cụm tăng tốc Dino, bao tay Rizomalit, khiến hậu gắn gù CR Andros. Bên tay trái di động là cụm con dầu Revo Daxi với cái sự hỗ trợ cái cặp bình dầu Motoros, kết hợp cùng với đó là bộ trợ lực con CNC Racing. Về trước bằng sợi carbon đến từ Ducati Performance, bộ mỏ cài được thiết kế vô cùng tinh tế với chất liệu bằng sợi carbon đến từ thương hiệu ABM, bảo vệ các nước tản nhiệt đến từ Motoros Titanium. Hệ thống treo trước được nâng cấp với phục Hollin, cùng với đó là cặp heo dầu Rebo 484 Dicky rất đắt tiền, kết hợp với cặp phanh Rebo Racing. Cận cảnh heo dầu Rebo 484 đầy giá trị. Hệ thống phanh sau không kém phần chất khi với bên đạp Rebo HB, cùng với đó là heo dầu Rebo Bilis Bubis. Điểm nhấn trên chiếc xe này đến từ cặp vành Bilis Aluminium, trọng lượng siêu nhẹ làm cho chiếc Ducati DBL vô cùng bắt mắt hơn, cùng với đó là cặp lớp Brady DiBello Rosso 2 với kích thước 110x70 ZR17 ở phía trước, 240x45 ZR17 ở phía sau. Chống đổ thân xe thiết đi Moto, gác chân Rizoma, bình xăng Motoros, yên xe solo bằng sợi carbon đến từ Maricon Racing, phát biển số có thể gập lên xuống dễ dàng. Hệ thống treo sau cực chất với cặp phục Hollin. Bộ gấp đơn sau với chiếc Ducati DBL độ này trở nên cực kỳ nổi bật hơn khi được trang bị bộ gấp bằng sợi carbon đến từ Maricon Racing. Bộ nồi khô thiết kế đẹp mắt và đầy nổi bật đến từ Motoros Titanium làm cho khối động cơ của chiếc DBL trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều. Cùng với đó là hệ thống ống xả Motoros Titanium Full System làm cho tiếng máy phát ra của chiếc Ducati trở nên cực kỳ quy lực hơn rất nhiều. Một bản độ cực chất phải không anh chị? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like, share, nhớ subscribe.